Từ phim trường của đài truyền hình VinaTV, Lưu Việt Hùng xin được kính chào tất cả quý vị. Thêm một tuần nữa đã lại trôi qua và ngày hôm nay trong tuần lễ rất đặc biệt, tuần lễ Halloween, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ với một tiếng hát nữ rất ma mị, rất xinh đẹp, rất quyến rũ của chúng tôi, nữ ca sĩ Khánh Trân. Mời em gửi lời chào đến khán giả. Khánh Trân xin gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị đang xem đài của VinaTV và Khánh Trân xin chào nam ca sĩ điển trai. MC Lưu Việt Hùng. Vâng, thưa quý vị, ngoài đời thì anh em chúng tôi là những người đồng nghiệp rất thân thiết và đôi khi còn giỡn hớt với nhau, nhiều khi còn rất quậy phá. Tuy nhiên để ngày hôm nay ngồi lại để mà serious nói chuyện với nhau nghiêm túc thì sẽ hơi khó khăn, đúng không? Tuy nhiên thì tình hình Halloween năm nay ở Cali hình như sâu chậu hơi ít so cho Halloween, đúng không em nhỉ? Hơi im lặng tại mấy năm ngoái mình thấy rần nhiều lắm, rần mà lễ hội hóa trang này, lễ hội hóa trang kia, mà không biết năm nay có vẻ hơi chắc mọi người ủ mưu cho New Year nhiều hơn. Dạ. Năm nay có vẻ show New Year rất nhiều. Dạ, đúng anh rồi. Thấy vòng vòng khoảng mười mấy cái show New Year đúng chắc không? Chắc để dành sức để quậy vào cuối năm. Dạ. Vâng, thưa quý vị, sau khi chương trình này phát sóng thì anh em chúng tôi sẽ ngay lập tức bay qua bên Edmonton, Canada để cùng chung vui với nhau trong một cái show diễn ở bên Edmonton cho Hội đồng Hương Khánh Hòa ở bên Canada. Và ngày hôm nay thì sự có mặt của Hoàng Trần ở đây để chúng tôi trò chuyện và muốn giới thiệu tới quý vị về một cái show diễn, nó cũng là một trong những cái cột mốc đánh dấu một thời gian hoạt động ca hát của Khánh Trân, có cái tên là Live Show Khánh Trân và những người bạn. Dạ, vâng. Được tổ chức vào ngày thứ 6 ngày 2 tháng 11, tức là vào tuần sau, thưa quý vị, thứ 6 ngày 2 tháng 11 sẽ được tổ chức tại khiêu với trường Blue. Ngoài Khánh Trân là nhân vật chính ra thì diễn viên sẽ có Lưu Việt Hùng. Dạ. Bên cạnh đó là Lina Thanh Nga, còn có ai nữa? Nữ ca sĩ Mỹ Hạnh, nam MC Quốc Thái. Ngày đấy chắc là anh rảnh để mà hát thôi. Anh không cần phải lo lắng về vấn đề MC. Đúng rồi. Thì có thêm một người bạn ca sĩ cũng rất thân với Khánh Trân, đó là ca sĩ Hương Diễm. Chương trình đấy thì Khánh Trân nghĩ là cái chương trình đấy để mình hợp mặt với nhau. Đúng rồi. Những người bạn mà, những người bạn đồng thời, những người fan, những người người thân của mình tụ họp lại. Sau cái tuần lễ của Halloween thì là cái mùa mà tháng 11 là Khánh Trân thì nghĩ là bắt đầu mùa lễ tạ ơn là người ta sẽ bắt đầu đi chơi nhiều. Và Khánh Trân mong cái dịp đấy nó sẽ được đông đủ sâu tụ. Vâng, thưa quý vị, thứ 6 ngày 2 tháng 11, xin quý vị hãy nốt xuống cái calendar của mình, hãy đến khiêu với trường Blue để ủng hộ, để support cho một tiếng hát Hùng tin chắc là cũng là một tiếng hát được quý vị yêu mến, nữ ca sĩ Khánh Trân. Khánh Trân sở hữu một giọng khàn rất đặc biệt, rất ma mị, và đặc biệt là khi cô ấy hát thì những ca khúc nhạc buồn cũng có thể chạm đến tận cùng của nỗi buồn, nhưng khi cô ấy quậy thì cũng có thể là phương thức banh nóc nhà những ca khúc sôi động. Cảm ơn anh. Nhà mình có ai là theo nghệ thuật không? Dạ, có ba cũng biết sáng tác nhạc và biết chơi những dụng cụ. Guitar rồi đánh đàn piano. Vậy là em hưởng gene từ ba của mình. Với là nhà nội em đa số là ai cũng biết hát. Nhà ngoại mẹ em hát cũng hay. Em trai em cũng hát được. Nói chung là nhà em ai cũng hát được, nhưng công bình Khánh Trân theo nghề thôi. Nghề. Hồi trước cũng có một người theo nghề, đó là cô của em, cô đầu á, cũng có theo nghề nhưng mà không có đi không hát nhiều giống như em như bây giờ vậy. Chắc quý vị cũng biết Khánh Trân là một người con miền Trung. Dạ đúng, Đà Nẵng. Vâng, một trong những cái miền đất mà sản sinh rất nhiều những giọng ca nổi tiếng. Hy vọng là con đường rộng dài phía trước thì Khánh Trân sẽ được quý vị đón nhận, yêu thương, để tiếng hát này sẽ sớm trở thành một trong những tên tuổi nằm trong cái danh sách mà quý vị yêu thương thật nhiều. Nói về cái đêm ngày 2 tháng 11 thì Khánh Trân dự tính sẽ hát khoảng bao nhiêu bài cho cái đêm live show của mình? Dạ, thường mà live show của mình thì mình phải hát là nhiều hơn những ca sĩ khác. Thì em dự trù cũng hát cũng cỡ chục bài đổ lại thôi. Chục bài đổ lại. Tại vì nó có hai tour. Thì mình cũng thấy cũng theo cái cảm hứng lúc đó. Ví dụ như khách mình đang hát techno đi, mà khách cứ mo thì mình sẽ hát nhiều hơn được. Mình sẽ không ngưng. Thành ra Khánh Trân nghĩ chắc là cái đêm đấy là cũng sẽ quậy chắc từng bừng rất là vui. Mà đặc biệt là anh Lưu Việt Hùng cũng không có thua gì đâu nha. Hát mà nhạc buồn cũng buồn lắm, mà nhạc quậy cũng tưng lắm luôn. Nói chung mà được cả là hai anh em màu sắc nó khá là tương đồng, thưa quý vị. Tức là cả Hùng và cả Khánh Trân đều hát được rất nhiều thể loại nhạc. Và đó cũng là một trong những cái ưu điểm để giúp cho cũng mình có nhiều show. Sự lựa chọn đi show. Show thính phòng hát cũng được, rồi show nhạc quậy hát cũng được, chùa chiền hát cũng được, đúng không? Chùa lâu cũng pha bolero mà rock, mà bolero rock. Khánh Trân có hát bolero bao giờ chưa ta? Dạ có, nhưng mà cái nó có một cái lạ, nó không có phải là nó quá rặt mùi bolero,
nhưng có một cái gì anh đó anh nghĩ nó... là cái màu bolero Khánh Trân sẽ na ná theo cái kiểu như là bolero sang sang kiểu Lệ Quyên, dạ, đúng không? Vâng. Tức là không phải là bolero dân ca, dạ, mà là bolero theo kiểu như là tình tự, dạ, nhạc tình, đúng không? Nó không có quá đặc về bolero. Bài hát nào là bài hát bolero mà Khánh Trân đặc biệt yêu thích? À, em Sầu Tím Thiệp Hồng. Sầu Tím Thiệp Hồng. Dạ, Duyên Phận. Thôi bây giờ thế này đi. Người ngoài phố nhiều lắm, Khiến Tàu Hoàng Hôn. Bây giờ Khánh Trân có sẵn lòng hát tặng quý vị vài câu để quý vị có thể mường tượng được cái giọng lưu trai Khánh Trân như thế nào trong bài Sầu Tím Thiệp Hồng không? Vài câu em phải gửi tặng khán giả để khán giả có thể biết được cái giọng mộc của em ra làm sao. Dạ, cái bài Sầu Tím Thiệp Hồng thường là em hay hát song ca. Ừ. Thì thôi chắc chọn bài khác đi. Ok. Thì song ca cái tông của nó thì nó hơi khác. Đúng rồi. Chắc em hát bài Người Ngoài Phố. Ok. Hiện giờ thì giọng đang còn rè tại vì mới đi xôn quá vậy. Mà dạ thì thiếu ngủ cho nên không biết hát bolero nó có ra không, thì hát bài câu cho mọi người nghe. Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa êm đêm. Thành ghế đá chiều công viên, ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Wow, vâng thưa quý vị, nếu như quý vị ngồi ở vị trí của Lưu Việt Hùng đây thì quý vị sẽ cảm nhận được rõ từng cái hơi thở, từng cái láy rất là dễ thương và thực sự là đúng là nó nghe dễ chịu lắm. Dạ, nó không có bị kiểu như là hay nói là xến xúa, dạ, không bị nó quá. Nó vừa phải. Thì do nghe giọng anh em mình á, thật sự cố gắng hát bolero nó vẫn có một cái gì, cái chất nó không có, nó quá đúng là rồi, đặc của nó dân vẫn cứ ca. Có một tí gì đó, nó trữ tình nằm trong nó nhiều hơn là nó không có qua được cái màu dân ca, đúng không? Nhưng mà đây cũng sẽ là một trong những cái điều rất hay bởi vì là một cái luồng gió mới và một cái phong cách lạ hơn. Em có dự định là sau này em sẽ chuyển hướng qua hát bolero luôn không hay sao? Em nghĩ chắc có tuổi chút đi là em bắt đầu sẽ là một phong cách. Em thật sự em rất thích bolero. Mà em nghĩ tại vì bây giờ đi hát á, cái xu hướng bây giờ hát nhạc techno nhiều quá. Đúng rồi. Mà người ta đang chuộng, mà mình chỉ pha một vài bài vào hoặc là để cho những anh chị rặc về bolero thì hát thì nó đúng hơn. Đúng. Còn mình thì mình đang mặc cái đồ hoặc là hơi sexy, hơi gọi là quyến rũ quá, mà tự nhiên mình hát bolero thì nó hơi không sai có được sai hợp. Dạ, nó không có được hợp lắm. Nhưng về lâu về dài thì em dự tính là sau này khi mà mình đã có một số tuổi nhất định thì mình lúc đó mình không muốn nhảy nhót tưng bừng nữa thì mình sẽ đầm lại và mình hát bolero. Dạ, bây giờ thật sự em cũng đang ở nhà cũng đang mài dũa với bolero cho nó nhuần nhuyễn hơn. Rồi, em nghĩ sau này em sẽ mặc những bộ giống như là những đầm dài và hội sang chảnh, đúng không? Dạ, sang chảnh, và bên cạnh đó có thể những cái áo dài cách tân cho đẹp rồi mình có thể hát bolero. Và tóc mình phải để dài để thùy mị hơn chứ không phải cục cao róc róc như vậy. Dạ. Vâng thưa quý vị, một trong những cô gái thực sự rất là tinh tế và cô ấy đã bắt đầu tính toán luôn cả trong cái con đường sau này. Mình step by step, mình từng bước, mình đã có những cái dự định. Thế người ta nói là một người mà biết lên cái kế hoạch cho bản thân mình là một người rất là chu toàn và rất là cầu toàn. Đời sống Khánh Trân có phải là một người cầu toàn hay không? Dạ, em thì so ra cái tính em thì cũng không có cầu toàn lắm, nhưng mà em tính em làm gì là nó tỉ mỉ chu đáo. Dạ, nó phải là nói là phải làm. Như mình đã nói là mình phải cố gắng, mà mình nói một là mình một. Lâu lâu thì cũng nói một là hai, nhưng mà nó rất là ít, nhưng mà xác suất không nhiều. Dạ, đúng xác suất không? Không nhiều. Em tính em vậy, giống như là nó hơi cứng nhắc chút. Nhưng mà sometime mình cũng có uyển chuyển. Còn dự định với tương lai thì thật sự em rất thích bolero, cho nên em đã dự định là cái hình tượng như thế nào thì đã chuẩn bị được luôn cái hình ảnh của mình luôn. Tại vì lúc mình lớn chút mình đâu nhảy như đâu có nhảy nhót nhiều nữa, với lại ăn mặc nó không thể nào mình mặc đồ chăm suốt mà để mà ngắn quá thì cũng không có cũng có hợp lắm. Lúc đấy em nghĩ là lúc đấy mình thân hình mình nó cũng không có được là đẹp như lúc trẻ nữa, thành ra em nghĩ là em nên đi theo con đường đó sau này. Một số những cô gái rất là khôn ngoan, thưa quý vị, nói ra để thấy được rằng là thực sự thì người ta hay nói là những cô gái đẹp thì thường là những cô gái chẳng biết tính toán gì cả, nhưng mà rõ ràng Khánh Trân là một trong những cái minh chứng ngược lại, là cô ấy vừa đẹp mà vừa biết toan tính, vừa biết chu toàn cho cái con đường của mình. Bây giờ thì thôi, hãy cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, đó là music video Thân Phận. Quý vị sẽ thấy một Khánh Trân có chút lạ lẫm, có một chút nhẹ nhàng và rất trẻ trung, nhưng lại đắm mình trong một cái câu chuyện không được vui cho lắm. Thưa quý vị, Thân Phận với Khánh Trân ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Xin mời. Ngoài hiên xưa, một đêm khuya, từng cơn gió đông về.
người con gái ngồi chờ ai một đêm bán thân mình. Trời u tối đời tan nát như hoa lục bình trôi, lời chăn trối giờ hấp hối bao giờ em quên. Con ơi đừng bán thân mình nghe con, mẹ nằm đây đời hò hen từng cơn đói đang về, nhìn khu phố người lao xao tìm vui lúc đêm về. Giọt nước mắt tròn trên má loanh quanh cuộc đời em, và em khóc không lời chăn trối phận mình đơn côi. Có gì đâu anh ơi, có gì đâu anh ơi, mong đêm đen qua mau thèm con nắng quanh mình, và xua tan đi nhuốc nhơ bằng ánh sáng an bình. Đời con gái trong cơn sóng xô biết đâu là tình yêu, và mơ ước thanh thang bước chân không ngục tù với quanh một bóng tương lai. Để mai đây nhìn con thơ và quên hết ưu phiền, người gian dối đời gian dối vụt tan biến phương trời. Đời tươi sáng bờ môi ấm yêu thương trọn tình hôm nay, người con gái ngồi nơi ấy một mình suy tư, một kiếp phù du có gì đâu anh ơi. Tròn trên má loanh quanh cuộc đời em, và em khóc không lời chăn trối phận mình đơn côi. Có gì đâu anh ơi, có gì đâu anh ơi, mong đêm đen qua mau thèm con nắng quanh mình, và xua tan đi nhuốc nhơ bằng ánh sáng an bình. Đời con gái trong cơn sóng xô biết đâu là tình yêu, và mơ ước thanh thang bước chân không ngục tù với quanh một bóng tương lai. Để mai đây nhìn con thơ và quên hết ưu phiền, người gian dối đời gian dối vụt tan biến phương trời. Đời tươi sáng bờ môi ấm yêu thương trọn tình hôm nay, người con gái ngồi nơi ấy một mình suy tư, một kiếp u su có gì đâu anh ơi. Người con gái ngồi nơi đây đợi chờ ai?